Cái này không phải chỉ làm săn chắc đẹp mà lại còn giảm các cái bệnh, nó có thể u nang, u nếp các thứ ấy. Đấy, mà ra còn trẻ thì có thể là nó sau đó nó thùng, nó tắc, nó bê tắc gì đấy. Thế nên là không phải chỉ đẹp nhá. Bước 1 là em sẽ lấy cái này để thông khí ạ. Sẽ mình sẽ lau. Thường là chẳng hạn như em đã qua về phần săn ngực nhá, thì sẽ mình sẽ lăn cái đường này đường xuống, và chủ yếu cái đường này sẽ lăn ngược lên như thế này ạ. Lăn ngược, còn cái chỗ này mình sẽ lăn vào phía đầu, phía đoạn đầu ạ. Lăn để cho nó thông khí ạ. Đấy, lăn xong rồi là sau đấy là mình sẽ lấy cái này, mình sẽ lăn từ cái này xuống về phía nhũ của mình ạ. Đấy, lăn mỗi chỗ bao nhiêu? Mỗi chỗ khoảng 30 cái thôi ạ. Xong rồi lăn một chiều thì không phải lăn đi lăn lại nhé, chỉ lăn một chiều về phía đây, đầu thôi. Đây nha, mình sẽ tay thì là thế. Cả cái này nữa thì là cái này nhỏ thì mình sẽ là lăn xung quanh cái bầu ngực của mình ạ. Từ xong trên dưới. Vâng. Thì xong em lấy là cái này, cái tay này mình cũng vuốt, bởi đây cái bài này là theo phương pháp của người Nhật ấy. Thì mình sẽ vuốt hướng về phía ở trong cái này, thì khi mình vuốt có đây có mấy cái huyệt mà em không nhớ nữa, nhưng mà mình cứ vuốt thẳng vào đây. Xong ở trong này cái tay này mình sẽ vuốt từ đây ra, giữa ra. Vâng, 30 cái ạ. Xong bước cuối cùng là mình sẽ hướng lên ngực, cái bầu này mình vuốt lên. Vâng. Khi em chia sẻ cái bài này thì có một bạn ở trong nhóm là một tuần tăng được 4 size không? Câu hỏi này, chị ơi, 400cm là mấy size? Đấy. Bạn ấy là bảo bạn ấy làm một tuần liên tiếp thì tăng 4 size. Ủa? 4cm nhá. Đổi áo mệt lắm. Nó sẽ săn. Bạn lấy lại đi. Em sẽ nói lại nhá. Quay rồi mà. Bước 1 là như thế này chị nhá. Chị to mic là chị cho mic. Bước 1 là đăng luôn lên mày như thế nhá. Bước 1 là chị sẽ làm thế này ạ. Về những hoa của mình ạ. Cái bước 1, 30 cái ạ. Xong cái này nữa. 30 cái ở khu vực ngực của mình ạ. Làm trực tiếp nhá, không mặc áo nhá. Không mặc áo ạ. Không, mình làm nhẹ thôi, mình không làm mạnh đâu rồi. Ê, xong bước 3 là mình vuốt như thế này. Mình lấy tay mình vuốt ạ. Xong bước 4 là lấy cái tay này ạ. Mình ấn từ giữa này. Đây là cái tuyến chị đấy em không nhớ nữa. Mình ấn có cái tuyến. Có cái tuyến này mình ấn vào đẩy ra. Xong bước cuối cùng là mình hướng về cổ ạ. Mình vuốt cái ngực của mình. Đến tận cổ thôi. À không phải đến tận cổ mà hướng lên, vuốt lên nhỉ. Vuốt lên là vâng. Đấy, em chia sẻ như thế. Có một em chia sẻ một cái nữa là cái này nó rất là tốt ạ. Thường thì buổi sáng dậy là em ngủ dậy thì mình sẽ chưa mở mắt, chưa vội gì cả, là vừa thực hiện 12 phương pháp massage mặt xong tỉnh táo một tí thì em sẽ mùa đông thì em thở 5 đường dương 1 đường 5 đường mùa đông thì 5 đường dương 1 đường âm, mùa hè thì 3 đường dương 1 đường âm, thì lúc đấy là nóng người lên. Xong bắt đầu dậy là em sẽ lôi dụng cụ diện trần ra, có cái này thì nó rất là tốt, mình lăn hết khắp người ạ, nó nóng luôn, nó như tập thể dục ạ, không bao giờ bị căng cơ luôn ấy. Đấy, mình lăn hết lưng thì mình lăn dưới ra, mình lăn này, quay lưng lại đây ạ, cái vùng thận thì mình để ý một tí lăn lên, xong tay thì mình lăn này, thì không bao giờ bị căng cơ ngay cổ gáy đâu, chân triệt và lăn hết các người. Chị em phụ nữ là muốn bụng nó nhỏ hơn thì mình lăn như này, thì có cái cô ấy hướng dẫn là cô lăn 300 cái như thế này ạ. Bài cô Hương chia sẻ thì giảm được 8cm, em cũng lăn. Ở chỗ này mình nói chung phụ nữ ở đây là phần này là âm, thì làm cái này thì nó sẽ dương lên ạ. Cái điếu ngải thì nó rất là hay. Chỗ này của mình âm ạ, thường thì mình sẽ dùng điếu ngải mình hơ đại nguyệt, thì thầy hội có dạy rồi thì nó sẽ là không mình bị không bị viêm nhiễm. Nhưng là cái vùng này, vùng trứng nó gì ở đây ạ, thì em lấy hai điếu ngải. Em lúc nào em lầm ấm nhất là mùa đông em cứ hơ ngoài này thôi. Hơ ngoài. Hơ ngoài. Đại huyệt thì mình nếu bị viêm nhiễm thì mình hơ thẳng đại huyệt. Còn không thì mình làm ấm ở khu vực này. Vì đây là âm thì mình sẽ làm ấm lên. Hơ ấm ấm lên này. Ấm ấm lên. Còn thì là chị em phụ nữ mình thì nó sẽ không bị mấy cái vấn đề viêm nhiễm, xong rồi là bị u nang, u sơ là không bị ạ. Và Linh đã lên bao cân rồi nhá? Khi hàng đêm mà cô cũng không bị. Hơi to. Rồi, cảm ơn Nina rất là nhiều.